Wow. Đấy, đi lên nhà Trúc Nhơ còn khổ hơn cả nhà em cơ. Nhà em còn gần đường ô tô một chút. Nhà hai em Trúc Nhơ là xa hơn. Và sẽ đi theo lối này này cô bác này. Đấy, xe là không có lên đường nữa rồi nên là chúng cháu phải đi bộ thôi. Đấy, đây là cái đường mà đi tắt gọi là cái đường thẳng nhất rồi, nhưng mà cũng rất là xa các bác nhé. Bây giờ cháu sẽ ghi hình lại cái cung đường mà di chuyển lên nhà Trúc Nhơ. Mong các bác sẽ đồng hành cùng cháu nha. Thoát hết mồ hôi à. Không biết là bà đi đâu mà. Hả? Trúc Nhơ đi đâu? Không biết rồi. Đâu lên đóng cửa hay sao ấy. Chết rồi. Thế là hôm nay hai anh em mình hơi đen rồi đấy. Không gặp được Trúc Nhơ rồi. Cửa khóa rồi này. Xin chào các bác. Quyết con nào cái chào con. Con chào con cô ạ. Chào mừng quý cô bác đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu với cả em Quyết đang lên nhà. Quyết là biết đi đâu không? Nhà. Nhà em gì nhỉ? Trúc Nhơ. Đúng rồi. Đấy, ngày hôm nay thì là muốn là sẽ cho Quyết là lên đây chơi. Tại vì là vừa rồi thì ảnh hưởng một số chút tâm lý thì cháu cũng mong muốn là xin lỗi các bác một chút. Mong muốn là cho em Quyết là lên đây để cùng lên chơi một hai hôm để sẽ bắt đầu là quá trình đi học. Nên là muốn em Quyết là đi chơi cùng một hôm. Hôm nay lên thì cháu có mua ít bánh rán với lại ít đồ cho Trúc Nhơ. Đấy, bây giờ thì xe thì chúng cháu sẽ không lên được trên kia nữa và để xe ở dưới này thôi và đi bộ lên thôi. Đấy, đi bộ khá là xa. Quyết có sợ mệt không? Không. Không sợ mệt à? Rồi, thế bây giờ là đi cùng anh nhá. Đấy, cái đường mà đi lên đây thì sẽ đi theo lối này này cô bác này. Đấy, xe là không có lên đường nữa rồi nên là chúng cháu phải đi bộ thôi. Đấy, đây là cái đường mà đi tắt gọi là cái đường thẳng nhất rồi, nhưng mà cũng rất là xa các bác nhé. Bây giờ cháu sẽ ghi hình lại cái cung đường mà di chuyển lên nhà Trúc Nhơ. Mong các bác sẽ đồng hành cùng cháu nha. Đi, Quyết đi nào. Và trong chỗ của em Quyết đang xách đây một túi nhỏ nhỏ, đó chính là có phần quà cả Quyết nữa cơ. Nhưng mà Quyết thì hôm nào cháu đưa em Quyết về thì cháu sẽ đưa cho em Quyết luôn. Đường đi rất là khó này. Quyết lên chơi với anh có vui không? Có. Có à? Đấy, phải cố gắng học giỏi nhá. Cái đường đi rất là xa đấy. Không đơn giản đâu. Nhưng mà cái cung đường này chắc chắn là sẽ không làm khó được Quyết rồi. Em có bao giờ đi bộ mà đi khó như này không? Đi lên rừng có khi là khó hơn đây nhiều đúng không? Nói chuyện nhiều vào chứ. Bây giờ phải nói chuyện nhiều vào. Thế sau những ngày năm tháng mà đã gắn kết với hai ông cháu Quyết cũng như là một số chuyện đã xảy ra với Quyết cũng như là ông, thì ngày hôm nay thì cháu cũng mong muốn là sẽ đưa em Quyết đi cùng trải nghiệm cũng như là đi gặp bạn Trúc Nhơ. Hai bạn cũng là mồ côi cha mẹ giống Quyết. Wow, mai anh mua đôi dép mới cho em Quyết nha. Mua đôi dép mới. Thích dép gì nào Quyết? Em thích dép gì đấy? Hả? Dép đi, dép tổ ong như của em bây giờ đang đi hay là dép khác? Nói to lên. Hả? Dép tổ ong. Dép tổ ong á? Mai anh sẽ dẫn em đi chợ để mua ít đồ. Xong rồi bắt đầu sẽ đưa bé Quyết là đi học. Bao giờ đi học Quyết biết không? Không. Không biết à? Dạ không chứ, không được trả lời trống không thế chứ. Dạ không chứ. Mệt quá thì nghỉ nhá. Wow. Đấy, đi lên nhà Trúc Nhơ còn khổ hơn cả nhà em cơ. Nhà em còn gần đường ô tô một chút. Nhà hai em Trúc Nhơ là xa hơn. Thở không ra hơi rồi các bác ạ.
Quyết là lần đầu tiên đến đây đấy. Em Quyết thích ở với anh hơn hay là ở với ông hơn? Hả? Thích ở với ai hơn? Anh. Ở với anh hả? Uầy, đường mùa này rất là nhiều nước này. Nhưng cái khu này đường rất là trơn trượt. Thế con đường đi học của các em là các con là cũng đi đường này thôi các bác ạ. Đi theo đường dưới kia thì cũng gần hơn nhưng mà cũng xa hơn nhưng mà được cái là đường ngon hơn một chút. Còn đi đường tắt này sẽ không thể tránh khỏi. Còn ở đây đặc biệt là không có vắt như nhà em Quyết này. Như nhà em Quyết là ở đây nếu mà đi theo đường như này là vắt bám đầy người luôn đấy nhờ. Mệt chưa? Hả? Mệt chưa? Mệt rồi à? Mệt thì nghỉ ngơi không? Có cần nghỉ ngơi không? Nếu mà không cần thì đi tiếp. Nếu mà cần thì đến chỗ mát thì anh em mình ngồi tí. Mệt thì nghỉ. Có cần nghỉ thì bảo anh nha. Quyết đói chưa? Chưa. Chưa đói à? Đói thì ăn bánh mì. À ăn bánh bánh rán đi. Đặc biệt là Trúc Nhôi rất là thích ăn bánh rán. Wow, rừng già của bác ạ. Đây cũng là một cái khu rừng. Anh ơi, quả gì kìa? Quả gì đâu? Ở đây á? Ừ. Quả bưởi. Mặc Phúc à? Ừ, quả bưởi đây. Mặc Phúc là quả bưởi nhá. Nhiều thế nhở? Ừ. Không biết ăn được chưa nhỉ? Thấy nhiều không? Có. Ua, nhiều nhỉ, nhiều quả thế. Nhiều quả của bác ạ, cháu rung cho các bác xem này. Đấy, quả kìa. Tùm luôn. Không phải ông miếng. Đi. Có ổi này Quyết ơi. À. Có ổi này. Có quả nào chín chưa? Chưa. Ơi, rất là nhiều ổi này. Hôm vừa rồi là em toàn đi dọc đường là thấy ổi là nhạt hết đúng không? Đấy, hôm mà đi tìm em Quyết đấy là đi hạt nhạt là quả ổi để ăn này. Trái tí trong. Quả bé tí nhờ. Không khéo nó chín rồi á. Chưa. Chưa. Ba cây. Hả? Ba cây ổi. Ba cây rồi. Wow. Mưa thì mưa rất là nhiều. Khi mà nắng lên là cũng nắng rất là gắt luôn các bác ạ. Nắng cháy da luôn á. Chịu khó là sẽ lên ghi hình thôi. Mấy nữa là các con đi học thì cũng sẽ ít ghi hình nữa rồi các bác ạ. Thời gian ít rồi. Wow, đường này rộng quá. Đây có một cây nữa này Quyết này. Mấy cây quả kia chín rồi kìa anh. Chín chưa? Chín rồi. Thì đi như kia hình như còn mấy cây nữa. Thế như kia quả nào chín mình lấy đi. Cây gì kia biết không? Quả đỏ kia. Nhiều quả thế nhỉ? Ăn được không nhỉ? Thôi toang rồi. Đi rất là mệt quá. Thầy Quyết nhăn hết. Nhăn hết răng rồi. Wow. Wow. Mệt lắm rồi. Quyết là khỏe lắm ấy nha.
khỏe hơn anh nhiều đấy. Anh đi còn mệt lắm rồi mà em vẫn còn đi rất là nhanh. Cần nói chuyện nhiều vào xem nào. Đây có một quả cây nữa này. Wow, sai thế. Nhưng mà chưa chín Quyết ạ. Cái nó chín là lên đây hái nhờ. Quyết có muốn lên đây không? Khi nào chín lên đây là ăn ổi không? Hả? Ở nhà em chưa chín hết rồi. Nhà em chín hết rồi á? Ừ. Ở đây ơi. Ở xá của em chưa chín là sao ấy? Chứ em mai kia chung một cây. Ở đâu? Ở xá. Ở xá? Ừ. Thế bây giờ đi học là đi thầy. Đi học có tìm được không? Có. Còn không? Có. Thế nên có bỏ trốn đi học nhá. Bỏ trốn đang học thì đừng có bỏ trốn đi chơi hoặc là đi tìm quả ăn nhá. Trong ở gần mà. Hả? Trong ở gần. Ở gần trường à? Vâng. À. Ở những lúc á giải lao nghỉ ngơi thì đi được. Đấy đừng có bỏ đi cả ngày mà đi tìm cái quả ăn quả để ăn. Và hết mồ hôi rồi các bác ạ. Quyết vẫn chưa làm khó được em Quyết đâu. Thằng cháu và hết mồ hôi các bác này. Một cái cung đường rất em là xa. Em lên đây còn mệt. Hả? Còn mát hơn. Cái gì á? Em lên đây còn mát hơn. Mát hơn á? Ừ. Sao mát hơn nhà em được? Để em mát hơn nhiều chứ. Mà lên trên cao đây là cũng có gió. Wow. Chó kìa. Nè, đây có một cây nữa này. Xem có quả nào chín không? Ở đây có vẻ là muộn hơn. Chưa có quả nào chín, rất là nhiều quả của bác đây. Quả phải còn chờ lâu nữa mới chín được. Quả rất là sai nhưng mà vẫn chưa chín. Wow. Wow. Nóng quá khủng. Wow. Ê ô. Chó rất là dữ luôn các bác ạ. Đi đường này. Đi đường kia, đường kia. Quả khoai lang này. Khoai lang đúng rồi. Em muốn trồng khoai lang không? Hả? Nhà em kia không trồng được đâu. Trồng được mà. Quả bí. Nếu mà muốn trồng à, tí hái một ít về trồng nhá. Không. Thì anh xin cho một ít. Về hai ông cháu trồng ở cái chỗ bờ ao ấy. Chó rất là dữ luôn các bạn. Thấy sợ quá. Mà không biết là người dân ở đây lấy vật liệu từ đâu ra mà làm được quả nhà rất là cao của bác này. Đó. Cái ngôi nhà thì không biết là vật liệu đi từ đường nào lên mà lấy được cả vật liệu nên là một quả nhà rất là hoành tráng. Nhìn từ phía xa xa nhìn cái ngôi nhà của bác này. Chắc là lấy sức người để gánh thôi. Đấy. Đấy lúa này, lúa cũng đã sức mọc rồi. Sắp ra bông rồi. Sắp có bông rồi. Bát piêng à nọ. Bát piêng là bắt đầu là chỗ bông rồi đấy. Thích chùa. Hả? Thích chùa. Ừ. Này là sắp được ăn rồi. Nhà em Quyết là như này chưa? Chưa. Chưa nhỉ? Nhìn trồng sau. Ở đây có một cây nữa. Cây này cũng không chín. Thì anh em mình là hơi đen nhỉ. Gặp cây nào cũng chưa có quả chín. Ừ. Thành ra là chưa ăn được. Giờ mà không có quả ổi chín là ăn là ngon lắm ấy. Cả anh và em đói. Cây bé tí cũng có quả. Cây bé tí có quả đây này. Ô, cây luôn luôn mà nhiều quả thế nhỉ. Đây này. Đây. Ủa, cái này thì hái dễ nhỉ. Đi. Đi cứ đi theo đường này thôi. Đi đúng rồi, đi đường này. Ủa, ruộng ở đây cũng khá tốt. Đến này, thế này, lên này. Đến này này. Đi đằng trước lon ton các bác ạ, rất là tội nghiệp không. Anh cũng thấy mệt lắm rồi đấy. Biết quả gì không, củ gì không, cây gì không đây này? Rồng riềng. Đúng rồi, rồng riềng. Củ rồng riềng, riềng là nó khác.
Đây là củ giống riêng. Trước trong nhà em xong là con lợn bị tuột dây, phá hết, phá một lần là nó không lên nữa rồi. Đợt cái này em... hoa nó ngon lắm. Ừ, hoa nó ăn được mà. Em lấy hoa nó ăn xem nào. Ăn được mà. Ngọt ngọt đấy. Đây này. Hút được mà, hút cái nước ngon lắm. Ngon không? Có. Ủa. Phải đến rồi nha. Sao đến rồi. Đây có một cây, ui nhiều lắm. Hả? Có quả chín không? Không có quả, đâu có. Quả nào chín? Không. Anh có thấy quả nào chín đâu? Không có nhỉ. Ờ, không thấy đâu. Ủa, kìa, cái ngôi nhà kìa, sợ không? Ngôi nhà này không dám ở trong luôn ấy. Không sao. Đâu? Kìa. Không. Cái tủ gì? Không phải đâu, cái đấy là cái chỗ cửa sổ ấy. Cái đấy là cửa sổ đấy chứ không phải là người ta nuôi ong đâu. Sợ nhỉ. Này là sập là nguy hiểm lắm ấy. Đi, đi lên đi. Nhà thì làm ở tường chỉnh này các bác này. Làm cao quá. Cái ngôi nhà này hồi xưa không có đâu. Có xi đâu. Ừ, không, ngày xưa là không có xi để làm đâu mà. Lấy đất để đắp lên ấy. Đất làm ấy. Tường này dày khoảng 40-50 phân ấy tường à. Nhưng mà ở trong đấy là mát nha. Bây giờ cháu thấy là độ chênh vạch của cái ngôi nhà là bị khác đi rồi. Đây tí xin bà ít cái khoai lang này về trồng này. Đây rất là nhiều. Wow, biết đây là nhà ai chưa? Nhà Trúc Nhôi. Đúng rồi, đây là nhà Trúc Nhôi đây. Wow. Mệt quá. Đây, cái ngôi nhà cũng siêu vẹo rồi. Như nhà của ngày xưa nhà em ấy. Nhà em ngày xưa là như thế luôn. Bây giờ khác rồi. Bây giờ nhà em là đầy đủ rồi. Mệt quá. Thoát hết mồ hôi rồi. Không biết là bà Trung đi đâu mà đâu? Hả? Trung Nhôi đi đâu? Không biết rồi. Đâu lên đóng cửa hay sao ấy. Chết rồi. Thế là hôm nay hai anh em mình hơi đen rồi đấy. Không gặp được Trúc Nhôi rồi. Cửa khóa rồi này. Cửa khóa chắc lắm. Đen thế, đi đâu mất rồi. Chưa có về. Cả hai chị em với lại bà chắc là đi đâu kiếm tiền rồi. Nào, treo vào đây nào, Quyết đây. Treo vào đây xong đi rửa chân tay đi. Ở đây nước nhiều, cũng nhiều như nhà em ấy. Nhưng mà được mùa này thôi. Còn mùa kia là cũng không có nhiều lắm. Nóng lắm cô bác ạ. Không rửa mặt nhá, rửa tay thôi nhá, rửa chân tay thôi nhá. Rửa mặt là dễ bị cảm lắm ấy. Đây, ở đây là một cái đầu nguồn nước rất là sạch cô bác. Đây, ở trên kia là có một cái cây đa to. Đây có một cái nguồn nước mà chảy từ trên kia xuống này. Nước thì quanh năm mà cứ có nước như này là tốt lắm ấy. Nhưng mà cứ chỉ được một mùa này thôi. Mát không? Wow, thích ghê. Mát thật sự luôn ấy. Mát như nhà em ấy nhỉ. Nhưng mà ở đây nước sạch hơn nhiều. Đây nước nguồn ấy, chui từ lòng đất ra là đổ ra đây rồi. Bà rất là khôn khéo này các bác này. Trồng ít gừng ở đây luôn. Tận dụng những cái bao tải là để trồng cái gừng. Cái này thì trồng như này thế. Quyết lần sau về nhá. Học bà trồng gừng trồng như này nhá. Đấy, trồng gừng như này là tốt lắm. Đấy, mình nhổ rất là dễ luôn. Quyết biết cái này là cái gì không? Chằm. Chằm, chằm. Cái màu ấy, cái nhuộm màu xôi ấy. Tiếc quá. Ở đây chờ bà một lúc xem là có về không. Tại vì đến nhà không có ai ở nhà của bác ạ. Đi ghi hình lại cái ngôi nhà một chút. Thì cho em Quyết là nhìn lại về hồi xưa. Em Quyết là ở một cái ngôi nhà sàn còn xấu hơn cả ngôi nhà sàn này. Đấy, bây giờ là đã được thay đổi rất là nhiều rồi. Cửa thì khóa rất là chặt luôn. Măng. Măng. Măng này bà lấy ăn hay sao? Đây này. Củ măng rất là to.
không biết là lấy ăn hay lấy làm gì đây, hay làm mà mang chua cũng nên đấy. Sao phía bên này lại bà lại để như này thế này, bạt đây những hàng cây này này. Biết Quyết cây này biết làm gì không? Hả? Biết. Làm gì? Chống nhà. Đúng rồi đấy, chống nhà. Như ngày xưa nhà em đi ngồi đổ đằng sau anh cũng chống hộ em ấy. Thế cái này cũng được em Nghiêm là đã chống hộ gia đình rồi. Đấy bây giờ là phía bên này rất là khổ cho ba cháu các bác ạ. Đấy, lao động đủ thứ mà không có đủ để ăn. Đấy, quần áo thì không có móc, không có móc quần áo hôm nào thì cháu sẽ mua cho mấy đứa ha. Ít là móc lên để phơi quần áo này. Bây giờ chưa có móc là cứ để phơi cái cây xà ngang như vậy thôi. Ui, cái cây cột kia. Quyết nhìn thấy cái cột kia không? Kìa, mọt hết rồi kìa. Trên những ong thế. Đấy, ong mà, chứ kia là ong mà. Cây cột mọt hết rồi này. Những cái tấm mà đan ở đây này, cái tấm mà chắn gió các kiểu mà đóng đinh ở đây là cũng bị mục nát hết rồi này các bác này. Zoom cho các bác cùng xem kìa. Đấy, những cái lố mọt rất là nhiều luôn. Sợ thật đấy. Ở đây thì đằng sau này xem cái độ tranh lệch của cái ngôi nhà như thế nào rồi. Ui, nước còn chảy từ đâu đến đây này. Có cả nước chảy dưới sàn như này là nguy hiểm lắm đấy đây này. Nhà em ngày xưa là có nước không, cái nhà cũ ấy? Không. Không có nước đúng không? Đây cái nhà này bây giờ này. Nước còn phải đào cái rãnh ở đây để thoát nước đi. Tuy rằng thì ở đây cái ngôi nhà thì các bác nhìn thấy rồi, một cái ngôi nhà như thế này thôi, nhưng mà khi dỡ ra như nhà em Quyết ấy, hỏng hết luôn. Đấy bây giờ cái ngôi nhà nó đã bị nghiêng ra đằng sau một chút rồi. Cây kia nghiêng rồi. Cây nào? Cây bên kia. Cây cột kia nghiêng rồi. Nghiêng hết, đổ hết nghiêng rồi. Cái nhà sàn này thì cái cột đáng ra nếu như mà để mà chắc ấy, phải cái cột nó phải to như này nó mới chắc được, còn cái cây này bé tí như này thì làm sao mà đủ chất lượng được này. Không bằng cây nhà cũ của em. Đúng rồi, không bằng đâu. Nhà cũ của em to hơn đấy, còn vuông mà gỗ còn chắc hơn đấy. Cái gì đấy? Vuông kìa. Những cây vuông nhà em là toàn cây vuông nhỉ? Đấy, những cây này bây giờ mọt hết rồi này. Đây đây. Còn gì nữa các bác này? Mọt hết rồi này. Đây bây giờ dỡ ra là hỏng hết này, cái cây sang ngang này này. Những cái lỗ mọt này các bác này. Mọt hết. Đấy, những cái con kiến nó bò hết xung quanh nhà này. Rất là nhiều. Em nhớ lại được cái ngôi nhà của em ngày xưa không? Còn hình dung được ngôi nhà của em không? Không. Ngôi nhà của em còn tàn hơn nhỉ. Nhưng mà được cái là cái gỗ, cái cột là nó vẫn còn chắc. Còn cái ngôi nhà này thì là nó không được chắc chắn như nhà của em Quyết đâu các bác. Đây này, những cái cây này cũng bọt hết rồi này. Chỉ cần tác động nhẹ những cái cơn gió hoặc cơn bão gì đấy thì nó sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến cái ngôi nhà. Thế là khả năng là sẽ ngồi ở đây để chờ bà về thôi. Vì bà cũng chưa có thấy ở đâu cả. Hay chắc là đi làm ở đâu đó rồi. Đấy, ngoài này thì lúc nãy cháu cũng bảo rồi. Tí nữa xin bà ít cái khoai lang kia kìa, mang về để cho hai ông cháu để trồng tại gia đình của hai ông cháu xem là có tốt không. Để cũng chưa thử, cái nào cũng phải thử để xem là cái nào hợp lý là cháu sẽ mang đến để cho hai ông cháu để trồng. Wow. Cái chuồng trâu của bà này, bà là nuôi dõi cái con trâu ấy. Bây giờ là tận dụng lấy cái phần này về để trồng lúa, trồng ngô này. Đấy, bà rất là chăm chỉ. Bây giờ bao nhiêu cái công sức là đi cắt cỏ, thứ nhất là cắt cỏ các thứ là trâu cũng được bà nuôi dõi. Và đằng trên kia cháu thấy nhìn một cái siêu độc lạ. Đó là một cái áo quan. Đấy, áo quan không biết là ai để nhờ ấy. Cái này chỉ cần cũng cái cột đây là siêu vẹo rồi. Wow, nóng thế. Quyết ơi, cái này biết là cái gì không? Xuống đây. Xuống đây đã. Anh hướng dẫn cho em. Đây. Em mà thử thách Quyết xem biết những cái gì này. Đây, bà sao lại giải cái này lên đây? Chắc là bà lấy phơi ấy. Biết cái gì không? Này cái gì không?
đu đủ. Đúng rồi, đu đủ hôm trước mình vừa gieo ấy. Thế nữa trồng nó lên là mình trồng khắp nơi luôn nhỉ. Trồng Quyết thích ăn đu đủ không? Có không. Thích mấy không? Không thích ăn à? Chín về có thích không? Có. Chín là thích đúng không? À. Đấy, nếu mà không thích ăn tươi như này là ăn khi nào nó chín về là ăn rất là ngon. Ngon. Đấy, ngọt. Nó Quyết cùng anh gấp lại cái này tí nữa. Đây chắc là bà lấy phơi để cho nó khô ấy. Đi. Này chắc là người ta cho lấy phơi không biết là, nhưng mà khô rồi mà. Phơi lại đi. Vẫn còn nhiều cái, nhiều nơi vẫn chưa có khô lắm. Nhà em thấy chìa khóa rồi. Hả? Nhà ấy. Em thấy chìa khóa? À. Đâu chìa khóa ở đâu? Trong. Ôi người ta không ở nhà không vào đâu, kệ đi. Đợi bà về xong là lên nhà. Đây, trâu chắc đi chăn trâu rồi, hai đứa chắc đi chăn trâu rồi của bác ạ. Đó là hơi tiếc. Thì hôm nay thì nếu như mà chờ thêm một lúc nữa nhưng mà không có gặp thì chúng cháu lại phải di chuyển đi về thôi. Thế bây giờ thì hôm nay nào Quyết lên đây nào, ra đây nào. Đấy. Mình thấy sao? Hôm nay lên nhà của hai chị em thấy sao? Hả? Xa không? Có. Mệt không? Không. Không mệt à? Không biết mệt rồi. Đấy giỏi lắm. Đây này. Nhưng mà toát hết mồ hôi rồi. Lần sau còn muốn lên cùng anh không? Có à. Đây là thăm hai bạn nhỉ. Hai em thôi. Anh em là lớn tuổi hơn Quyết rồi. Thế còn hai bạn là nhỏ tuổi hơn em thôi. Bây giờ là nhỏ tuổi hơn nhưng mà Trúc là bây giờ cũng đi học học lớp 4 bằng em rồi đấy. Đến sáng học lớp 4 rồi đấy. Em cũng mới vào lớp 4 thôi đúng không? Đây cố gắng để học để không phụ lòng các ông các bà nhé. Nào khuyến thích lên đây chơi là ví dụ như hàng tuần, cuối tuần được nghỉ học thì anh lại đưa đi chơi. Đi chơi cùng anh cùng với lại hai chị em. Hai em Trúc Nhôi. Dính nhiều lắm nhỉ. Dính nhiều lắm cô bác ở trên này. Bây giờ chắc là chúng cháu cũng không có đợi được nữa rồi. Để hẹn là tí nữa Trúc Nhôi về cháu lại tiếp tục là sẽ ghi hình lại cho các bác cùng xem các bác nhé. Còn bây giờ thì nội dung thước phim đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành và yêu mến đến hai chị em cũng như là em Quyết luôn luôn quan tâm đến. Thì hôm nay thì cháu cũng muốn là cho cả Quyết lên đây để ghi hình cũng như là muốn để hai bạn lên thăm nhau để biết nhau, để cuộc sống của các em đã bị tủi thân từ rất là nhỏ rồi, nên là những cái nào vui và giúp ích được cho các bé thì chúng cháu sẽ làm cầu nối, là chúng cháu sẽ đưa đến nơi mà các bé gặp nhau thì cháu có bạn có bè để vui hơn đấy các bác. Bây giờ thì cháu cũng xin dừng ghi hình ở đây thôi. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã luôn dõi theo cùng cháu. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ các bác nha. Bây giờ thì cháu cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Cương TV. Xin chào các bác. Con chào con cô ạ.